Nhà đất Tây Ninh TV xin thân ái chào mừng cô chú anh chị và chủ đầu tư trở lại với kênh YouTube Nhà đất Tây Ninh TV. Hôm nay anh sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị mình một căn nhà và đất được gọi là khu phố An Lợi, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cô chú anh chị ha. Thì hiện trạng nhà mình là nhà chữ L. Từ nhà mình đã xây nền hết đất ha cô chú anh chị ha. Thì diện tích là ngang là 10, hậu dài là 48 cô chú anh chị ha. Thì tổng diện tích nhà đất của mình là 488,5 m2, là có 250 đất ở đô thị của chú chị ha. Nhà mình giờ chữ L được lót gạch sạch sẽ, nói chung là nhà mình là cũng cũ rồi. Thì cô lớn tuổi rồi cũng cần bán. Cô chú anh chị mình quan tâm liên hệ điện thoại Zalo được mình để trên màn hình ha. Bây giờ sẽ mời cô chú anh chị mình xem chi tiết. Đây là phòng khách mình, nhà mình có một phòng khách, hai phòng ngủ, ba phòng ngủ chứ, ba phòng ngủ, một phòng trời. Nói chung là nhà mình cũng rất là rộng rãi cô chú anh chị ha. Đây nhà bếp của mình, nhà ăn. Nói chung là nhà thì hơi cũ, có sao nói vậy. Được cái diện tích rất rất là đẹp luôn. Nhà cao ráo rất đẹp, hậu dày mênh mang. Thì cô chú anh chị mình mua ở thì trang trí sơ lại thôi. Hậu mình còn dài lúc sau mấy chục mét thôi cô chú chị ha. Đây bây giờ mình sẽ phía sau cho cô chú xem ha. Đó, ở hàng rào phía sau là hết đất của mình. Lô đất rất là đẹp luôn, rất là hiếm. Khu vực phường An Hòa thị xã Trảng Bàng rất là hiếm của cô chú ha. Khu vực đất rất là đắt đỏ nhưng mà được hậu vệ mênh mang nữa. Thì đây là toàn cảnh trước đường quay vô nhà mình. Hướng này mình sẽ ra trục chính An Lợi, phường An Hòa, mình sẽ về quốc lộ 2 và An Hòa, phường An Hòa cũng được thành công của chị ha. Bây giờ sẽ mời quý vị cùng vào trong phòng. Hiện tại đây là nhà khu dân cư đông dân cư của chị ha. Phân nhà sẽ khác nhau. Nhà đất mình được gọi là khu phố An Lợi, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng. Tổng diện tích nhà đất của mình là 488,5 m2, có 250 đất ở đô thị, là có chiều ngang là 10, độ dài là 48,5 m2, tiền đủ báo giá mong muốn là 3,4 tỷ. Không được cái đối tượng nào quan tâm liên hệ điện thoại Zalo 0878 4836. Trước mặt màn hình mình sẽ ra hướng đường Cầu Dừa, khu phố Bình Nguyên, phường Giao Bình, là đường Hồ Chí Minh luôn của chú chị ha, Gò Dầu. Còn hướng này mình sẽ về quốc lộ 22, từ vị trí này mình sẽ ra quốc lộ 22 khoảng 1 km. Còn hướng này mình sẽ về chợ An Hòa, phường An Hòa, khu công nghiệp Thành Công, cũng tầm khoảng 1 km, chưa tới 1 km chú vậy ha. Rồi cô chú anh chị mình quan tâm kênh để cập nhật thông tin nhà đất mới nhất, xin chân thành cảm ơn.